Hello, chào mọi người nha. Hôm nay thấy trời đẹp đẹp nè. Đây quay review xem cho mọi người xem. Hôm mưa to lắm mọi người. Ở mình mưa rất to, không biết ở chỗ mọi người sao. Còn đậm những cái giọt nước nè. Thấy không? Đấy, sen bữa nay lớn lên được tí rồi. Đây, anh hôm bữa bị anh Ốc Sơn ăn đây. Anh cũng đang cố để sinh tồn. Đây các bạn thấy sao? Màu mè rất là đẹp đúng không? Mưa đó các bạn, mà màu còn lên màu như thế này. Một vòng ha. Rồi mình sẽ đi thổi nước cho tụi nó. Đó. Thổi mấy cái giọt nước đậm ở trên mấy cái ngọn cây này để nắng nó lên đó thì nó khỏi bị úng mấy cái ngọn cây mấy bạn. Còn nếu mấy bạn nào mà có đất thoáng mát thì không cần phải thổi đâu. Nhưng mà mình thì bữa nào xiên thì mình thổi, còn bữa nào lười thì mình cũng không thổi đâu mấy bạn. Mấy bạn đây cái đồ thổi nước ha, thì mình chỉ cần bóp như thế này nước nó sẽ thổi đi mấy bạn. Ở bên Hàn Quốc á, mình thấy có những cái nhà vườn á, người ta còn lấy luôn cái máy sấy tóc mấy bạn. Người ta sấy, mà người ta sấy cái chế độ là nhẹ nhẹ thôi nha, chứ không phải chế độ nóng thì nó sẽ làm cho cây xiên nó cháy á. Nó mình thổi như thế này đi để cho nó bớt đậm nước. Thì nắng nó lên thì nó cũng đỡ, chủ yếu là cái ngọn á. Mà có nhiều bạn comment như mình làm cái
cái video hướng dẫn về cách dâm cành. Thì mình nói với mấy bạn luôn, không phải là mình không làm mà là mùa mưa này á, dâm cành nó cũng dễ, nó dễ bị úng lắm, không có thành công cho mấy bạn. Tại vì nước mưa á, khi mình dâm xuống thì nó chưa có ăn vô đất, thì nước mưa nó sẽ thấm vào cây, nó làm cho cây dễ bị úng. Nhưng mà hình như mình thấy, mình trồng thử nghiệm cả gần 2 tháng nay thì mình thấy hình như là sen nó rất là thích tắm mưa. Mấy bạn thấy nó lớn, sen của mình nó lớn nhanh không, mà nó cũng lên màu đẹp, thích tắm mưa. Cái cây này là không biết bị rầy nè, mình xịt rồi, nó đen đen, xịt thuốc tím á. Này là ở trong này là có em, đây là sổ hồng lá dài mà nó cũng bị chết. Đa phần tiên Trung Quốc mình về mình trồng thời gian là nó bị khô thân, mình chết dù ở mình có tỉa rễ hay không, đa phần là vậy. Nhưng đây mình chơi toàn hàng Đà Lạt không à, đi không nè. Em này lên màu rất là đẹp nè, mấy cái em pha lê này, chăm bình này rất rất là mạnh nha mấy bạn. Đây thấy không, đó mấy bạn, sáng mấy bạn thổi, mấy bạn nhìn đất của mình nó đen đen nè, nên do nước mưa nhiều mà có để than tổ ong nhiều mấy bạn, nó bị mốc. Nhưng mà không sao, thấy mấy em vẫn khỏe đấy, nhìn đẹp chưa, cực kỳ đẹp nhé. Cho mấy bạn cô bên này, cho mấy bạn cô bên đây, về đi thổi ăn hồng mà. Sổi hồng lá dài dạng ú nu ú nần, giống như cây nanh heo vậy mấy bạn, là cái cây trên này đó. Mưa quá nó cũng úng, cây này mình trồng lâu rồi nha, nhưng mà nó úng nè. Mấy bạn cứ cắt, mấy bạn cắt cái vết đó, cái vết mà nó bị đen á, nó bị úng thì nó hay bị đen, mấy bạn cắt cái vết này ra đi ha. Mấy bạn cắt ngang cái thân của nó, rồi mấy bạn để 2 ngày hoặc 1 tuần gì đó, tùy mấy bạn, để cho nó khô. Cho nó khô rồi xong mấy bạn gắm xuống đất. Mà thường mình để ý mấy anh chị ở những cái shop kia, người ta gắm á, là những cái mắt lá này nè mấy bạn. Mấy bạn gắm làm sao qua 1-2 mắt lá á, rễ nó sẽ mọc từ cái chỗ mắt lá này, thấy không? Nó sẽ mọc từ cái nách lá này để nó ra rễ. Cho nên mình cố gắng mình gắm xuống thì nó sẽ ra rễ. Mình để đây cho nó khô 2 ngày sau, rồi mình để ngày hôm qua thì thêm ngày mai nữa thì mình sẽ gắm xuống.
đó, giống như cái này nè. Bây giờ mình không có nhổ lên được. À, mình cắt ra rồi mình ấy mình găm xuống thì giờ nó ra rễ rồi mấy bạn, cho nên là cái cây nó rất là tươi, nó tươi nè, nó lên màu, nó cứng. Còn anh này không biết làm sao nữa, bị cái gì á mà chắc bị úng này mấy bạn ơi. Thấy nó đen đen mà không biết phải úng không, mình đang coi thử không biết phải úng không, nếu úng á thì mình cắt. Đây nè, nó có đen đen mà thấy không, nhưng mình rời vô mình thấy nó vẫn cứng, cứng thì không biết có phải úng không hay là nó hay bị cháy thân đó mấy bạn. Ví dụ như cái này nè, cái thân nó chuyển sang màu đỏ, nó đủ nắng cái nó chuyển màu. Đây cái bạn này á, là mình cũng găm cành nè, là hôm bữa bạn bị đứt đó bạn, mấy bạn thấy cái cành đứt đó, cái cành gãy ở phía trong thấy không. Đây đó, cái cành gãy ở phía trong đó là của cái anh này đó. Xong mình găm xuống, mình cũng để 2 ngày cho khô rồi mình găm xuống, thì bây giờ ảnh cũng sống rồi. Mình găm được 2 tuần rồi, bây giờ ảnh cũng sống mấy bạn đó, ảnh cũng sống. Thì mấy bạn cứ cắt cành rồi mấy bạn găm để cho 2 ngày trở lên cho nó khô vết cắt, để trong mát, đừng để ngoài nắng mấy bạn, nó cháy nắng nha. Rồi mấy bạn 2 ngày sau mấy bạn găm xuống, và nhớ là mấy bạn lặt cái lá ở dưới á, để tạo ngay chỗ 1-2 cái nắp lá á, cái chỗ đó nó sẽ ra rễ. Rồi mấy bạn găm xuống, mà đa phần nếu mà từ cành hoặc là những cái sen, hoặc là những cái sen đài cũng vậy mấy bạn ấy là phải để từ 2 ngày trở lên. Nhưng mấy bạn kiểm tra, sau 2 ngày mấy bạn kiểm tra có thử cái vết cắt nó có bị đen lại không. Nếu nó đen thì mấy bạn tiếp tục cắt cái chỗ đó để bỏ cái phần đen nó đi, tại vì cái phần đen nó bị úng rồi, mà mấy bạn găm xuống thì nó không có thành công, mà nó sẽ bị úng luôn cái cây nó bỏ. Rồi mình nói mùa nên mùa mưa nắng bất thường, nên là găm cành nó rất là khó, nó rất là khó để ra rễ lại, để sống. Còn đối với mình thì do là mình những cái cành của mình nó gãy là những cái cành già cho nên nó dễ, chứ còn những cái cành mà non non là rất là khó mấy bạn đó. Hôm nay thì video của mình thì chắc ngừng tại đây thôi mấy bạn. Bây giờ người ta đã bắt đầu lên xưởng người ta làm rồi, nó hơi bị ồn, nó không có được cái tiếng nghe nó không được rõ nữa đó. Còn mấy bạn có thắc mắc gì hay còn chia sẻ kinh nghiệm gì về trồng sen đá thì mấy bạn cứ comment cho mình nghe. Video đến đây kết thúc nha mấy bạn, cảm ơn các bạn đã xem.